Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến cả nhà cách tháo cái lòng trong. Cái lòng trong của chậu hình lục giác. Đổ chậu bằng gốm nha cả nhà. Đổ chậu bằng xi măng. Xi măng này là mình tháo sau 3 tiếng. Sau khi mình đổ 3 tiếng đó cả nhà. Cảm cứng rồi cả nhà tháo ra. Cả nhà tháo phải thật là nhẹ tay để tỉ mỉ để cho chậu ảnh hoa không bị chạy xước. Xin lên hình rất là đẹp các nhà ơi. Cái khung này cả nhà, cái khung mình dỡ lên. Còn cái này là phía trong. Khi dỡ lên xong rồi cả nhà chép lấy về mắt này cả nhà. Đó, anh thợ đang châu chuốt lại cái chậu. Tí nữa sẽ gỡ cái này ra nữa nha cả nhà. Gỡ cái lớp ngoài ra nữa. Cái lớp ngoài này nữa thì mình mới thấy cái hoa văn đồ cũng sáu cái cạnh của lục giác.
gỡ này ha. Chưa gỡ không? 3 tiếng gỡ lòng trong, 20 tiếng gỡ lòng ngoài. À 20 tiếng nữa mới gỡ cái lòng ngoài. À đây tới ngày mai mới gỡ nữa cả nhà ơi. Chỉ là ngày mai mới gỡ lòng ngoài này. Khi gỡ cái lòng ngoài thì anh sẽ khi mà mình gỡ cái lòng ngoài, cái khuôn mũ ở ngoài á cả nhà. Đây là mình được hai chậu rồi. Qua văn cái mặt này là hình bông sen. Xong rồi tới này là cây tùng. Đó. Cái sen vẽ, cái hình bông sen, cái cây tùng. Được nguyên cái chậu như vậy. Được hai cái, bên đây một cái nữa. Đây là mình được sản phẩm là chậu. Chậu xi măng mình để bông vào nha cả nhà. Đó. Là mình được một sản phẩm. Sản phẩm này là handmade, tự làm tại nhà luôn nha cả nhà. Đó. Cả nhà cứ mình cứ xem trên mạng xong rồi mình xem chuẩn bị các vật tư, vật liệu rồi mình làm. Là mình sẽ được sản phẩm tự làm tại nhà hết. Thời buổi ngày nay đó là công nghệ 4.0 á, xem tham khảo trên mạng rồi mình